Hello cả nhà, lại là Quang Huy Vlog đây. Hôm nay tôi đưa bà con đến tham quan một cái căn nhà phố, nó gọi là biệt thự mini một trệt hai lầu nha, một trệt một lửng hai lầu, diện tích là 8 x 11, 88 m² đất, lập phát và phát phát đều luôn nha, và đối diện công viên. Lô này thì không vướng cống vướng tủ điện gì hết, bên này hạ tầng điện nước nước âm nha, và khu dân cư cầu Rạch Tôm này thì cũng phải ở được khoảng độ 30% rồi, không vướng cống không vướng tủ điện gì, mà cái này diện tích của nó là được 247 m² sàn nha. Cống này anh em coi này, cống này thì nó nằm ở bên miếng đất nhà bên cạnh, và đối diện là một cái công viên đó. Cống thì nằm ở bên đất nhà kia, cái này thì chỉ có một ít lỗi là ngã ba đường thôi. Bây giờ tôi sẽ đưa mọi người vào tham quan, let's go. Đây là cái không gian sân đằng trước này, 3 m đó, 3 m đằng trước này, lòng nhà là còn chỗ này là gara xe hơi được 7 m đó, ngang 5 m nha. Đây gara xe hơi, chỗ này anh ấy để thiết kế công năng rất là, chỗ này trần rất là cao, làm giật cấp 2 tầng luôn. Và cái sân đằng trước thì cũng được bắn mái tôn lên hết rồi nha, anh ấy sẽ để lại toàn bộ nội thất. Căn này thì hoàn công đầy đủ rồi đó. Đây là không gian phòng khách này, nội thất này anh ấy để lại hết. 88 m² đất, diện tích sàn là 247 m, và đây là cái khu vực bếp này đó. Tất cả nội thất này anh ấy sẽ tặng lại cho khách hàng nha. Mặt đá, toàn bộ khu bếp này, đồ gỗ nội thất này cũng là cái đồ cao cấp nha. Đằng sau cái sân 1 m này dọc theo nhà luôn, chỗ đằng sau này có một cái toilet, và toilet này thì anh ấy đã hoàn công đầy đủ rồi, nhưng mà nếu mà chúng ta có nhu cầu công năng muốn thiết kế thì chúng ta sẽ lắp đằng sau kia, đã có giếng trời để sẵn ống chờ hết nha. Nhà tắm đây nè. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ lên trên lầu 1. Đây, tủ lạnh side by side LG hai cánh cũng tặng lại luôn cho khách hàng. Bên này thì cầu thang sẽ được đưa, anh ấy đưa hết ra một góc như này, nó rất là gọn, cũng có khoảng không vách kiếng tay nắm bằng vâng. Đây là anh tên gì nhỉ anh nhỉ? Anh Tiến. Anh Tiến, anh ấy có mấy căn ở đây luôn, bây giờ anh muốn bán thì anh chuyển đi chỗ khác. Đây là cái khu vực toilet, tương tự với tầng trệt toilet master trên lầu này, nó cũng y chang, cũng xài hiệu Prussia nha. Trần cái tầng lửng này nó cao khoảng độ 2 m 7, và cửa thì cửa kim long nha. Tất cả được trang trí nội thất thì anh làm khoảng được được 1 năm rưỡi rồi, và cái nền này là gạch 60-60, còn nền cầu thang này thì lát bằng loại đá hoa cương màu đen, nhìn rất là xa. Trên này không gian này có 2 phòng ngủ, 2 toilet, trong đó có một cái toilet sử dụng chung này. Đây là cái toilet sử dụng chung, nhưng mà cái nền toilet này nó cũng đang cao hơn này, đó là một cái lỗi nữa này. Và gạch thì ông ốp lên gần trần luôn, cũng vách tắm đứng y chang như những căn kia nha. Mà cái chỗ không không toilet này thì anh có làm cả những cái giếng trời, cái khoảng không cửa này nó hút rất là nhiều gió đó. Căn này thì là hướng tây tây nam nha, nó hơi nắng buổi chiều một xíu, nhưng mà được cái đối diện công viên. Phòng này thì có cái công năng diện tích nó được lên 5 x 6 m nha. Đây là cái khu vực khoảng không, sau này thì đằng sau này cũng có một cái nhà, nhưng mà do đất họ chưa xây lên cho nên là chúng ta tạm thời vẫn đang được sử dụng cái khoảng không gian thoáng ở phía sau này nha. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái phòng bên này. Ở đây là cái khu vực máy lạnh, anh cũng đã gắn sẵn ống chờ thạch cao, thì anh đóng giật cấp hình chữ L nha. Toàn bộ đồ điện là đồ MPF. Đây là khu vực phòng khách, và phòng khách phòng ngủ đằng trước của lầu 1 đây. Toàn bộ anh ấy có làm cái lan can rộng mét và trải dài 11 mét nha. Và đây là khu trên ba lan can, anh cũng có sơn tĩnh điện nha, chống rỉ. Đằng trước này là đối diện công viên, đối diện trực diện công viên luôn. Nếu mà chúng ta có nhu cầu thì chúng ta sẽ có thể gắn thêm máy lạnh vào. Đây là cửa nhôm kim long cách âm nha, chúng ta có thể gắn thêm máy lạnh, nhưng mà đây nó rất là nhiều gió nên anh ấy cũng không có gắn thêm máy lạnh. Và cái toilet này thì cũng không có khác gì so với cái toilet ở trên lầu ở phòng ngủ đằng sau. Trên này thì công năng của lầu 2 thì được 3 phòng ngủ và 1 phòng thờ. Tổng diện tích lồng nhà là 11 đó, 8 nhân với 8 m, 64 m sàn. Đây là cái ban công của trên, cũng làm y chang như ở lầu 1. Trên này thì anh có làm một cái lam trang trí nhìn rất là dễ thương. Và đây là khu vực phòng thờ, công năng chỗ này phòng thờ không có toilet trong. Bên đây tiếp theo là một cái phòng, cũng chắc anh ấy để trong này là một cái nơi chứa đồ hoặc là để tập thể dục này, để
Nền bên này toàn bộ gạch 60-60 nha. Gạch màu trắng. Cửa thì cửa gỗ công nghiệp. Cửa gỗ ép công nghiệp. Dạ. Gỗ sồi đó. Gỗ sồi nha. Trên này là một cái phòng ngủ. Cả tầng này chỉ có một cái toilet thôi, dành cho 3 phòng. Đó, nội thất thì đầy đủ rồi, chỉ thiếu máy lạnh, anh có để sẵn ống chờ hết rồi, đường điện này. Tất cả những cái này chúng ta mua về chúng ta muốn lắp thêm. Dạ. Và đây là cái khu vực toilet thì nó cũng giống y như cái kia. Cũng có cái diện tích là 3 nhân miếng khoảng độ 1m8 nha. Trên đây là khu vực sân thượng phơi đồ. Anh tiến đến cái nhà này anh xây được từ mấy năm vậy anh? Khoảng 5 hả? Mà giấy tờ đầy đủ chứ anh? Hoàn công đầy đủ. Vâng. Trên này là trên sân thượng này, trần cao khoảng mét khoảng độ 2m1. Ở trên này thì anh cũng chưa có bắn mái che giống như nhà kia. Nếu ai có nhu cầu mua căn này, chúng ta có thể là tăng cái công năng sử dụng lên thì bắn thêm lớp mái che, hoặc là chúng ta làm sân phơi, làm sân chơi, barbecue, hoặc là chúng ta để trồng rau cũng được. Công năng trên này. Chỗ này tôi nhấn mạnh là cách cái dòng sông tôm dạch tôm kia chỉ khoảng độ 150m thôi nha. Kế với hai cái trường đại học kia đang xây sắp xong rồi, và ngay kế với khu dân cư đô thị GS Metro City, cách khoảng đúng 5 phút đi xe. Chỗ này thì ngay ủy ban huyện, ủy ban xã, ở trung tâm y tế cũng như là bệnh viện Nhà Bè, các hệ thống trường học liên cấp 1, 2, 3, chợ truyền thống và các hệ thống siêu thị. Tiện ích trong dự án này thì có công viên, và tất cả dự án khu dân cư dạch tôm này điện nước âm. Từ đây ra đường Lê Văn Lương chúng ta đi chỉ mất di chuyển mất khoảng độ 70m thôi là ra đường Lê Văn Lương rồi nha. Và hiện tại căn này sổ hồng đầy đủ, ở trên này là bồn năng lượng mặt trời cũng như là các bồn chứa nước, và cái công năng ở trên đấy chúng ta có thể sử dụng mà để những cái cục nóng máy lạnh trên đấy. Và trên này anh cũng làm cả cửa sổ này rất là thoáng. Thì ai có nhu cầu quan tâm đến cái căn nhà anh Tiến thì tôi sẽ để số điện thoại ở trong cái phần video để mọi người có thể tiện cho việc trao đổi, liên hệ, xem giấy tờ, xem hình, hoặc là đến hẹn coi thực tế để trải nghiệm cái nhà, để chất lượng xây dựng, hoặc là xem cái vị trí, cái giá cả có phù hợp với thị trường hay không, để chúng ta quyết định có xuống tiền mua làm cái nơi an cư lạc nghiệp hay không nha. Cái video giới thiệu về cái dự án cái nhà phố liền kế 8x11 ở tại dự án khu dân cư cầu Thạch Tôm của Quang Huy Lát xin kết thúc tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe nha. Xin chào.